Peppa và George đang được ba mẹ chở đi thăm chị họ Chloe của mình. Ngày hôm nay, không những các con sẽ đi gặp chị Chloe, mà sẽ còn được gặp em họ mới nữa. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Xin chào mọi người. Chào hai em nha, Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng George thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. George ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. George, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi cô, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Có mùi gì ghê vậy? Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tã rồi. Cái này ghê quá đi. Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tã như em ấy vậy. Con không có mặc. Mẹ ơi, giờ con ra sau vườn chơi với Peppa và George có được không? Mẹ đồng ý. Chị Chloe, giờ chị có thấy vui khi có em trai hay không? Chị thấy vui lắm, vì Alexander rất đáng yêu. Em ước gì em chó cũng dễ thương như em của chị. Chị có ý này hay nè. Bây giờ chúng ta sẽ để George đóng giả làm em bé. Sau đó George sẽ ngồi vào trong chiếc xe đẩy này. Đó là một ý kiến hay. Nhưng George không muốn đóng giả làm em bé chút nào. George, nếu em chịu đóng giả là em bé, thì chị hứa cái gì chị cũng nhường cho em hết, mãi mãi luôn. George đang bắt đầu suy nghĩ. Dạ, em có thể chơi đồ chơi của chị luôn. George đang suy nghĩ thêm lần nữa. Dạ, khi về nhà, em có thể lấy đồ chơi của chị nữa. Vậy là George đã đồng ý. Em đúng là một em bé heo đáng yêu. Mèo Candy, cụ Suzy, thỏ Rebecca và ngựa vàng Chewy đang đi tới. Xin chào. Mẹ. Ủa sao em George lại ở trong xe đẩy vậy các cậu? Đó không phải em George đâu, đó là một em bé heo. Nhưng rõ ràng đây là George mà. Em George đang đóng giả là một em bé heo đó. Vậy em ấy là bé trai hay bé gái? Là bé gái. George không muốn đóng giả làm em bé gái. Thôi được rồi, em ấy là em trai. Chị có bánh quy ở đây nè. Không biết là em bé heo có muốn ăn một chút hay là em không? Ấy không ăn được đâu, bởi vì bánh quy quá cứng. Nhưng George lại rất thích bánh quy. Nhưng mà chắc ăn một cái cũng không sao đâu ha. Em ấy thông minh quá. Dạ, em ấy còn đẹp trai nữa. Còn rất vui tính nữa. Mình chưa từng thấy em bé heo nào dễ thương như vậy luôn. George đã bắt đầu thích trò chơi này. Heo cô đang ẵm em bé Alexander và mọi người cùng đi tới. Nhìn kìa, ở đó có một em bé heo thật đó các cậu. Em bé này nhìn dễ thương quá. Em ấy đáng yêu hơn George nhiều. Ôi tội cho George, George cũng muốn làm một bé heo để mọi người quan tâm nữa. Ồ, nín đi mà George, con lúc nào cũng là em bé heo trong lòng của mẹ hết đó. Có lẽ tới lúc chúng ta chơi trò khác rồi, hay là chúng ta cùng chơi rượt bắt với khủng long đi con. Chó thích làm một em bé heo, nhưng chắc là em ấy thích làm chó hơn. Gấu bông đi chơi. Hôm nay Peppa và người nhà sẽ cùng đi ra ngoài. Heo ba đã chuẩn bị xong đồ giả ngoại. Peppa, George, hai con đã chuẩn bị đồ của mình xong chưa? Dạ rồi, con sẽ đem theo gấu bông này luôn. Không lăng. Nếu con đem theo đồ chơi thì phải nhớ giữ gìn cẩn thận. Dạ được, thưa mẹ. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Con rồi, thưa ba.
Vậy thì ta đi thôi. Khủng long. Hình như George đã để quên khủng long ở trong nhà. Ồ, George à, con phải chú ý tới khủng long của mình nhiều hơn chứ. Khủng long. Bây giờ mọi người có hoàn toàn chắc chắn là mình không còn quên gì nữa hay không? Dạ, chắc chắn rồi. Con để gấu bông ở đâu, Peppa? Con nghĩ là trên cái bàn trong bếp. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đâu nha? Sẵn sàng hết chưa? Đi rồi, thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm dã ngoại hôm nay. Tới rồi. Anh anh rất thích chỗ dã ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vằn Shui và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vằn. Con chào chú ngựa vằn. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Này, tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải. Thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và George ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ, Peppa. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Ô. Khổng long. Mình cần có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vết. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Ở đây tụi mình còn có nước cam tưởng tượng nữa. Và còn có bánh kem tưởng tượng nữa nè. Nó là bánh tưởng tượng. Nó ngon lắm đó. Không được. Có vẻ như bầy vịt không thích bánh tưởng tượng rồi. Thôi được. Chúng ta sẽ để phần cho khỉ bông, cho khủng long và gấu bông nữa. Ngon quá đi. Ô, khỉ nói là cái bánh này ngon quá đi à. Peppa, George, về nhà thôi con. Tạm biệt Joey. Tạm biệt. Mọi người sẵn sàng chưa? Không rồi ba. Chúng ta cũng phải về rồi Joey à. Dạ thưa ba. Tách, đĩa, khỉ, gấu bông. Ôi không, tại sao gấu bông cậu còn nằm ở đây? Peppa để quên gấu bông của mình một lần nữa. Vậy là Peppa và gia đình đã về nhà. Một ngày chạy xe nhiều như vậy là đủ rồi. Bây giờ ba chỉ muốn được thư giãn thôi. Dắt chân lên và ngồi xem bóng đá. Con để quên gấu bông mất rồi. Ồ Peppa, bây giờ thì heo ba phải quay lại tới tận chỗ dã ngoại nữa sao? Tất nhiên rồi. Hình như đó là chú đưa thư ngựa vằn. Tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh chứ, anh ngựa vằn. Đúng là tôi được nghỉ. Nhưng lúc này Joey có một gói hàng rất đặc biệt được gửi tới cho bạn heo Peppa đây. Của cậu nè Peppa. Là gì vậy? Gấu bông của mình. Cậu đã để quên gấu bông ở chỗ dã ngoại nên mình đã đưa gấu bông về. Cảm ơn cậu nha Joey. Gấu bông đã có một ngày đi chơi thật sự rất vui. Nhưng Peppa, con phải chú ý tới cậu ấy hơn nữa mới được. Dạ thưa mẹ, cậu thật là một chú gấu bông tinh nghịch đó. Cậu phải hứa là không đi lung tung nữa, biết chưa hả? Xin lỗi Peppa, mình hứa mà. Vẽ tranh. Hôm nay Peppa và George sẽ cùng nhau vẽ tranh. Chúng ta cần lấy thêm một ít giấy báo cũ để làm giấy lót. Dạ phải. Heo ba đang chăm chú đọc tờ báo của mình. Hai đứa có thể lấy báo của ba để lót bàn sau khi ba đã đọc xong. Thôi được rồi, hai đứa cứ lấy đi. Giờ chúng ta vẽ tranh được rồi. Em ngốc quá à chết. Người lớn vẽ tranh không bao giờ nhúng tay vô màu vẽ đâu em. George rất thích vẽ tranh bằng hai tay của mình. Peppa cũng bắt chước George vẽ tranh bằng hai tay. Hai đứa vẽ đẹp lắm.
cho anh xin một củ khoai tây được không em? Nhưng em còn chưa nấu chúng nữa mà heo ba. Bộ ba thấy đói bụng hả ba? Không phải là ba định ăn nó đâu hai đứa. Xem ba làm nè. Thế thì heo ba đang định làm gì vậy mọi người? Các con biết ba đang vẽ gì hay không? Dạ là một bông hoa. Ba vẽ thật là đẹp. Khi ba còn nhỏ, ba cũng rất thích vẽ tranh như hai đứa. Ba cất đồ vẽ tranh hồi nhỏ của ba ở đâu rồi ta? Ba ơi, sao ba đội cái nón gì mà mắc cười quá vậy? Đây là cái mũ nồi hồi nhỏ của ba. Cái mũ này nó giúp ba có tầm trạng tốt hơn để vẽ tranh. Bây giờ chúng ta nên vẽ gì đây? Con chọn cảnh đẹp lắm cho. Vậy thì ba sẽ vẽ cái cây anh đào này. Cái gì vậy ba? Đây là cái giá vẽ đó Peppa. Công dụng của nó là giữ cố định tấm giấy nền. Giấy nền là gì vậy ba? Nó cũng giống như giấy vẽ tranh, nhưng loại giấy này được dùng cho những bức tranh đặc biệt. Đó có phải kem đánh răng không ba? Không phải kem đánh răng đâu. Đây là loại màu đặc biệt, loại màu chuyên dành cho họa sĩ trưởng thành. Xong rồi, giờ thì chúng ta nên bắt đầu với màu nào? Dạ màu đỏ. Tại sao con lại chọn màu đỏ? Dạ màu đỏ là màu yêu thích của con. Nhưng trước tiên chúng ta phải vẽ bầu trời đã. Con nhìn lên trời thử xem bầu trời có màu gì. Dạ là màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa, vậy bắt đầu với màu xanh dương trước. Tiếp theo sẽ vẽ cây anh đào. Chúng ta cần màu xanh lá. Chúng ta đâu có màu xanh lá đâu ba. Không vấn đề gì đâu. Nếu chúng ta trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau thì sẽ được màu xanh lá. Khi trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau, chúng ta sẽ có màu xanh lá. Đám lá cây màu xanh này trông thật là đẹp. Và đây là bãi cỏ. Vậy còn cành cây thì sao ba? Chúng ta đâu có màu nâu đâu ba. Chúng ta có thể tự làm màu nâu bằng cách trộn màu xanh lá và màu đỏ lại. Khi trộn màu xanh lá và đỏ lại với nhau sẽ tạo ra màu nâu. Heo ba đang dùng màu nâu tự trộn để vẽ thân cây và cành cây. Được mà Peppa, con hãy thử nhúng những ngón tay của mình vào màu đỏ rồi chấm nó lên bức tranh đi. Một trái, hai trái, ba trái. Con vẽ giỏi lắm, bây giờ chó cũng thử vẽ nha con. Con đúng là một họa sĩ vẽ tranh giỏi đó chó à. Vậy là xong, bức tranh đã được vẽ hoàn chỉnh. Hay không? Oh, đó là mấy bạn dịch. Chào mấy bạn dịch nha. Tụi mình đang vẽ tranh đó. Bỗng nhiên bầy dịch đạp lên màu của heo ba. Đi 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 đi, bầy dịch thương quá. Đi chỗ khác đi dịch, đi đi, đừng lại gần bức tranh của ta. Thật không may, bầy dịch đã làm rơi bức tranh xuống đất và để lại dấu chân dính đầy màu lên trên bức tranh. Ôi trời ơi, có tiếng gì ồn ào vậy? Mẹ ơi, bầy dịch đã làm hư bức tranh của tụi con rồi. Đâu để mẹ xem nào. Bầy dịch đang chạy vòng quanh trong giường rồi để lại dấu chân dính đầy màu của mình, rất giống dấu chân trong bức tranh. Bức tranh của ba con không bị hư hỏng gì đâu Peppa, nhìn rất hoàn hảo. Hay ơ. Ồ, đúng rồi heo mẹ, anh khá là giỏi trong việc vẽ tranh mà, phải không? Bầy dịch cũng vẽ tranh giỏi lắm. Những chú vịt đang bơi tung tăng trong hồ nước, hình như chúng rất vui vẻ. Đây là Peppa, George cùng với heo mẹ và heo ba. Chào các bạn vịt. Những chú vịt cũng muốn ăn bánh mì. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình không có mang bánh mì đâu. Nhưng mà tụi mình có đem theo những thứ vui hơn Peppa nhiều. Peppa đem theo con thuyền đồ chơi của mình. Cả George cũng đem theo con thuyền đồ chơi của riêng cậu. Con phải lên dây cót cho thuyền nữa chứ sao? Thuyền của George là con thuyền chạy bằng dây thiều. Nhanh lên George, con mau thả thuyền vào hồ nước đi, không là hết dây thiều đó. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào. Nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để bà giúp thuyền của con chạy nha.
Bây giờ bà sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Khánh ơi, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ, đây là bạn của Peppa, cụ Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ, mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật. Nhìn con thuyền ngầu quá. Nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Chú có một ý này. Cũng may là chú có mang theo một tờ báo cũ ở đây. Mình chỉ cần lấy ra một trang trong này. Nên bỏ trang nào đây ta? Tin tức, thể thao hay là thời trang? Anh đừng có bỏ trang thời trang đấy nha. Thôi được, vậy thì đành bỏ trang kinh doanh. Để chú nói các con nghe, lúc còn nhỏ chú thường hay gấp mấy tờ báo lại như vậy nè, giống vậy. Không biết heo ba đang định làm gì. Gấp giấy lại, làm thành một chiếc thuyền giấy. Vậy là heo ba đã gấp xong một chiếc thuyền giấy. Con cảm ơn chú nhiều lắm. George cũng muốn có một chiếc thuyền giấy giống như vậy. Có lẽ ta bỏ luôn cả trang thể thao cũng không sao. Chú cho con một cái nữa được không? Con ngực vậy? Tất nhiên rồi. Thế là heo ba đã làm thuyền giấy cho tất cả các bạn nhỏ. Chúng ta cùng đua thuyền nào. Ý này hay lắm đó. Chúng ta có thể hít thở để thổi thuyền cho nó chạy. Để xem thuyền ai chạy nhanh hơn. Các con cùng hít một hơi thật sâu nào. Chuẩn bị, sẵn sàng, thổi. Có người chiến thắng rồi. Thuyền trang thể thao là của ai đây? Dạ là thuyền của em George đó ba. Vậy George là người chiến thắng. Mình rất thích chơi thuyền. Và loại thuyền mình thích nhất là thuyền giấy. Mình cũng vậy. Tới giờ về nhà rồi. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Tạm biệt các bạn vịt nha. Gặp lại sau nha. Các chú vịt cũng rất thích những chiếc thuyền. Nhưng các bạn ấy thích hồ nước yên tĩnh của riêng các bạn ấy hơn nhiều. Kẹt xe. Hôm nay heo ông và heo bà đang làm bữa trưa cho Peppa cùng với cả nhà. Bà ơi, tôi vừa đào thêm được mấy củ khoai tây nữa nè. Ồ, heo ông, nhưng nhà mình đã có nhiều khoai tây lắm rồi mà. Nhà mình đông mà, khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu bà. Thôi được rồi, ông mau rửa khoai tây rồi cho hết vô lò đi. Bọn trẻ sắp tới rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm bà ơi. Bây giờ mới có 11 giờ thôi mà. Lúc này cả nhà Peppa thì đang trên đường tới. Em đã nói mình nên khởi hành sớm hơn. Đi như vậy sẽ lại trễ cho coi. Không sao, em đừng lo heo mẹ. Giờ vẫn còn sớm mà, mình sẽ không trễ đâu. Lần nào ba cũng nói sớm hết. Mà lúc nào mình đi tối cũng trễ hết á. Lần này thì không đâu. Nè, ba đã tìm được một đường mới để cho nhà mình có thể tránh bị kẹt xe. Ôi trời, đúng là nói trước bước không qua. Vậy là Peppa và gia đình của cậu ấy vẫn không tránh khỏi cảnh bị kẹt xe trên đường. Ba ơi, nhìn kìa, đó là Danny và cùng ông của bạn ấy kìa. Bạn chó Danny và chó ông cũng đang bị kẹt xe như nhà Peppa. Chào cậu Peppa. Chào con Peppa. Nhà con đang định tới nhà ông bà để ăn trưa. Mà bị kẹt xe chắc tới trễ quá. Đó, đã 1 giờ rồi kìa. Lần nào cũng vậy, tụi nó lúc nào cũng tới trễ hết. Coi khoai tây của ông chín chưa kìa. Chưa dội đâu, thôi mình cứ để nướng thêm chút nữa đi. Xin chào heo bà nghe đây. Dạ con đây mẹ.
Con điện báo là tụi con đang bị kẹt xe. Không sao đâu, ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong. Hình như heo ông đã nướng khoai tây quá tay rồi. Lát nữa gặp nha. Bọn trẻ tội nghiệp lại bị kẹt xe nữa rồi. Xem ra tôi vẫn còn thời gian để đào thêm vài củ khoai tây để làm món khác. Heo ông à, sao xe của mình nhích từng chút một vậy ba? Chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới hả ba? Papa nói đúng đó, hay mình thử đi đường khác đi anh. Nhưng gần đây không có con đường lớn nào khác nữa. Em biết có một đường khác đó. Tạm biệt mọi người nha, nhà con sẽ đi đường tắt đây. Tạm biệt nhà Papa nha. Chúc may mắn. Heo mẹ chỉ cho heo ba đi theo con đường tắt để tránh qua được chỗ kẹt xe. Nhưng không may là con đường tắt này quá gồ ghề. Con thích đi đường này quá. Em có chắc là đường này không vậy? Tin em đi. Dạ các bạn chết, tụi mình đang đi đường tắt để tránh kẹt xe nè. Nhìn kia, đường tắt ở ngay trước mặt. Quan hô, em làm tốt lắm heo mẹ. Chạy một vòng luôn mà vẫn lại về chỗ cũ. Xin chào. Chào mừng trở lại. Ôi trời, vậy là đường tắt của heo mẹ có vẻ không hữu dụng cho lắm. Tốt, bữa trưa vậy là xong. Ồ, chưa kể điều quan trọng nhất là món khoai tây bỏ lò cũng đã được nấu lại xong xuôi. Buổi trưa đã xong, nhưng Peppa và cả nhà cậu ấy vẫn còn chưa tới. Alo, heo ông nghe đây. Tụi con sắp tới nơi rồi đây ba. Nhưng mà mọi người vẫn đang di chuyển với tốc độ như ốc sên bò. Một con ốc sên đi rất, rất là chậm. Mấy đứa nhỏ sắp tới rồi, nhưng mà chúng vẫn còn bị kẹt xe trên đường. Tội nghiệp quá, kiểu này thì thức ăn sẽ bị nguội hết cho coi. Hay là tôi có một ý này nè, bây giờ tôi đi lấy xe đẩy của mình đã nha. Mọi người đoán thử xem, heo ông đang định làm gì vậy? Bây giờ bà cứ phụ tôi, cho hết bữa trưa vào trong xe đẩy này đi. Tuân lệnh, thưa heo ông. Nếu mấy đứa nhỏ không tới được nhà mình để ăn trưa, vậy thì chúng ta có thể đem bữa trưa tới cho chúng rồi. Nhìn kia, ông và bà đang tới kìa. Và bữa trưa nữa, ông đang đẩy nó kìa. Chào các con yêu. Bữa trưa, tới rồi đây nè. Ông ơi, như đây đủ cho Danny và chó ông ăn cùng với chúng ta không? Chúng ta có đủ cho tất cả mọi người luôn. Khoai tây tới rồi đó. Cũng may là ông nấu quá trời khoai tây nên mới đủ cho hết mọi người đó. Tôi đã nói với bà khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu mà, có đúng không? Chiếc xe lửa nhỏ của heo ông. Peppa và George được heo bà dẫn tới khu vườn của heo ông để chơi. Mà ô ma quá vậy ba? Bà đoán ông đang làm cái gì đó. Ông chào hai đứa nha. Peppa với George tụi con đến đây đúng lúc lắm. Ông cũng vừa mới làm xong đó. Nhưng mà ông vừa làm xong cái gì vậy? Chờ chút tôi sẽ cho mọi người xem ngay. Thì ra là một cái xe lửa đồ chơi. Nó không phải là đồ chơi đâu. Nó được gọi là Gertrude. Đây là một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chạy mà không cần có đường ray sao heo ông? Ồ không đâu, tôi đã thử gắn bánh xe ô tô cho Gertrude. Vì vậy nó có thể di chuyển bất cứ đâu cũng được. Ông ơi, cho tụi con ngồi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi. Đến giờ xuất phát rồi. Tạm biệt ba. Gặp lại con sau. Cả Peppa và George đứa nào cũng đều thích chiếc xe lửa nhỏ của ông. Đoàn tàu này kêu chu 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 chu. Đoàn tàu này kêu chu 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 suốt ngày luôn. Và một bạn nhỏ kêu út 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 út. Và một bạn nhỏ kêu út 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 suốt ngày luôn. Chó ông và chó Danny cũng đang đi tới. Chào Peppa. Chào cậu Danny. Ông đang chơi xe lửa với tụi nhỏ hả heo ông? Ông nói đồ chơi sao? Gertrude không phải là đồ chơi. Chiếc xe lorry nhỏ bé của ông hoạt động rồi sao? Ông nói lorry nhỏ bé sao? Hey, chiếc xe kéo này của tôi là một chiếc xe chuyên dùng để làm việc chuyên nghiệp. Ông ơi, con lên xe lửa chơi với mấy bạn được không ông?
Cái đó thì do con chọn thôi Danny. Nếu như bây giờ con thích chơi xe lửa thì... Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì con đã lái xe nha. Cô Thỏ đang lái xe buýt chở học sinh của trường. Khi nhìn sang bên trái, tất cả chúng ta có thể thấy những dãy đồi núi và cây cối. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Tất cả bạn của Peppa đều có mặt ở đây. Tụi con lên xe lửa của ông nha. Tôi đang lái xe buýt của trường, đưa tụi nhỏ đi vòng quanh và chỉ cho chúng những điều thú vị. Đi xe lửa của ông có thú vị không? Tất nhiên là có rồi con. Giơ tay lên nếu ai trong số các con muốn lên xe lửa. Dạ con. Giờ thì ai trong số các con muốn ở lại xe buýt thì giơ tay lên. Thôi được rồi. Trên đường đi có quá nhiều bùn. Vũng bùn này sẽ làm cho chúng ta bị kẹt lại. Có lẽ chúng ta nên tìm đường khác để đi thôi. Không sao đâu, đó chỉ là một vũng bùn thôi mà. Đi thôi cho xuống. Đang bên luôn nào. Đi thôi nào xe buýt, chạy qua đó đi. Bỗng nhiên xe buýt lại bị kẹt trong vũng bùn. Ôi xui quá. Xin chào cô Thỏ, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ? Xe của tôi bị kẹt trong vũng bùn rồi. Ông kéo xe ra giúp tôi có được không? Tất nhiên là được rồi. Xe của ông có đủ mạnh để kéo không vậy? Cô cứ yên tâm đi. Kéo không nổi hả ông? Đúng rồi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần một chiếc xe khác mạnh hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được không? Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của tôi ông. Tôi chợt nghĩ ra một ý rất hay. Có thể xe lửa của ông có thể kéo được xe của tôi ra khỏi vũng bùn này đó. Ý tưởng có vẻ hay đó cô Thỏ à. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ông sẽ thử kéo xe buýt ra khỏi vũng bùn. Kéo thật mạnh nào. Có lên rồi. Có lên nào. The room. Làm tốt lắm xe lửa. Không ngờ xe lửa của ông chỉ là đồ chơi thôi, nhưng lại làm tốt tới như vậy đó. Xe lửa đồ chơi sao? Không đâu, Gertrude không phải là đồ chơi. Gertrude là một người bạn tuyệt nhất trên thế gian này. Cụ Suzy đang được mẹ chở tới nhà Peppa để chơi với Peppa. Chào cậu nha Peppa. Chào cậu Suzy. Mẹ. Xin giới thiệu với cậu, đây là người bạn mới của mình, sư tử Leo. Ủa cậu ấy đâu rồi? Mình chẳng thấy ai hết. Suzy đã tự mình nghĩ ra một người bạn tưởng tượng. Cậu thật sự không thấy cậu ấy thiệt hả Peppa? Thôi chơi tung bóng với mình đi. Được thôi. Chụp bóng nè Leo. Peppa đã ném quả bóng cho người bạn tưởng tượng của Suzy. Leo không chụp được bóng hả? Cậu ấy chụp được chứ, chỉ là cậu ấy không thích chơi tung bóng thôi. Vậy thì Leo thích chơi trò gì? Cậu ấy rất thích chơi trò gầm gừ. Vậy cậu kêu Leo gầm gừ đi. Tất nhiên là được. Nhưng đó là cậu gầm mà. Không phải đâu, là Leo gầm gừ đó. Chào cậu Leo. Peppa đang giả bộ là mình cũng có thể nhìn thấy sư tử Leo. Leo, giờ tụi mình sẽ trở thành bạn nha. Cậu ấy có đồng ý không Suzy? Cậu ấy đang gật đầu kìa. Vậy là đồng ý rồi. Peppa, Suzy, bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Heo mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. Mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? Dạ bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác rồi đưa cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này Chốt đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Khủng long. Chốt, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. Chốt không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng. Sư tử Leo nói là miếng bánh này to quá nên một mình cậu ấy không thể ăn hết được.
vậy nên em có thể ăn nó đó, Chót à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không, Peppa? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leo mà, Peppa. Oh. Leo nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang đó. Vui quá. Vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy. Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Còn có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không Peppa? Dạ còn một người ở đây nữa. Đó chính là quốc vương sư tử Leo. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài thưa quốc vương Leo. Heo ba đang giả bộ, mình cũng có thể thấy quốc vương sư tử Leo. Thưa quốc vương, ngài có một cái bờm vàng ống thật là đẹp. Dạ, cái bờm vàng rất là đẹp. Và ngài quốc vương cũng đang mặc cái quần đẹp nhất của mình. Đúng rồi. Và ngài mặc áo len xanh dương nữa. Cậu ngốc quá bé ba. Ngài Leo đâu có mặc áo len màu xanh như cậu nói đâu. Ngài ấy đang mặc áo sơ mi màu xanh lá kìa. Ồ, ngài Leo đang mặc áo có cả hai màu xanh luôn. Peppa, Suzy, bạn của hai đứa tới rồi. Tất cả bạn của Peppa đã cùng nhau tới. Và các bạn ấy ai cũng đều đang mang ủng hết. Tụi mình cùng chơi nhảy trên vũng bùn đi. Chơi thôi. Còn có chắc là Leo cũng sẽ nhảy lên vũng bùn mà không mang ủng như mấy đứa không? Ô, con quên mất. Leo cũng cần phải mang ủng như tụi con nữa. Nhìn Leo nè. Cậu ấy cũng đang nhảy lên nhảy xuống nữa đó. Mọi người đã cùng nhau chơi đùa nhảy trên vũng bùn một cách thật là vui vẻ, kể cả người bạn tưởng tượng sư tử Leo của Suzy. Hồ đá. Hôm nay Peppa và George đang đi ra biển cùng với heo bà và heo ông. Peppa và George rất thích biển. Cá đâu hết rồi ba. Bãi biển này không hề có cát đâu Peppa à. Không có cát. Con muốn ra biển chơi để làm lâu đài cát mà. Peppa và George rất thích trò chơi xây lâu đài cát. Thôi thôi con đừng khóc George, nín đi bà thương nha. Ở bãi đá này vẫn còn rất nhiều thứ hay để cho cháu chơi. Là gì vậy bà? Đợi tới khi nước biển rút bớt, nó sẽ để lại những hồ nước nhỏ như vậy ở giữa những tảng đá đó. Chúng gọi là hồ đá đó con. Và trong mỗi cái hồ đá như vậy đều có một thứ gì đó đặc biệt đã được biển cả bỏ lại đây. Con thấy ở dưới nước có gì đó lấp lánh. Đó là một đồng xu. Wow. Biết đâu nó nằm trong kho báu của hải tặc cũng nên đó. Bây giờ mình đi vòng quanh, lượm lặt những thứ mình tìm được đi. Dạ, chúng ta sẽ bỏ hết vào xô của chó. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè? Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa, con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kia chót. Ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chót. Vậy là chót bắt chước dáng đi của cua. Nhà Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Cô ơi, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Tránh ra đi mấy con cua này. Mau mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chớ. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển.
con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rớt, con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà Rớt đã tìm thấy là một mẫu hóa thạch. Hóa thạch là gì vậy ông? Hóa thạch chính là di tích của những động vật đã chết cách đây rất lâu. Từ cái thời lúc mà vẫn còn khủng long kia kìa. Khủng long chơi ở hồ đá thật là vui. Phải, chúng ta thì vui, nhưng với chú cá con này thì không đâu. Cá hả bà? Ở đâu vậy? Chú cá tội nghiệp, nó bị mắc kẹt rồi. Chú cá nhỏ nói cậu ấy không muốn bị kẹt ở đây và muốn trở về biển. Peppa, con có thể lấy cái xô này để cứu bạn cá đó. Dạ phải. Thế là Peppa dùng cái xô để đưa chú cá nhỏ về biển. Đừng lo bạn cá nhỏ, tụi mình sẽ đưa bạn về nhà. Tạm biệt bạn cá nhỏ. Con thích chơi ở hồ đá nhất. Cái chế. Chú bò công nhân dọn rác giờ đang đi thu gom rác. Lúc này là sáng sớm nên chú bò cố gắng làm việc nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức mọi người. Nhưng có vẻ chú bò không giỏi làm việc nhẹ tay một chút nào. Trong nhà Peppa và George đang sắp ăn xong bữa sáng. Tiếng gì mà ồn ào vậy? Chắc là chú bò đang dọn rác đó con. Chào buổi sáng chú anh bò. Xin chào mấy cha con, tôi phải đi đây. Còn phải đi thu gom nhiều rác lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh bò đã đổ sạch hết thùng rác cho chúng ta rồi. Tốt, bây giờ bắt tay vô dọn sạch bàn ăn đi. Tụi con giúp mẹ được không mẹ? Đương nhiên là được rồi. Vậy con sẽ bỏ cái chai không này vô thùng rác. Peppa, khoan đã. Dạ. Chúng ta không được bỏ chai không vô thùng rác. Thứ này mình có thể tái chế được. Nghĩa là sao vậy mẹ? Những thứ mà chúng ta không thể sử dụng lại được thì mình bỏ vô thùng rác để chú bò dọn đi. Còn những thứ mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được thì mình phải phân loại rồi bỏ vào thùng tái chế. Thùng màu đỏ là thùng dùng để đựng giấy báo, thùng xanh dương để đựng các loại lon hộp, còn thùng xanh lá là để đựng chai không. Peppa, con đang cầm cái chai, vậy nói mẹ nghe con phải bỏ vô thùng nào? Là thùng màu xanh lá. Giỏi lắm. Vui quá. Bây giờ tới lượt của Sót nè. Con hãy tìm giấy báo bỏ vô thùng màu đỏ được không? George muốn đem tờ báo của heo ba bỏ vô hộp tái chế. Bà mới đọc có chút xíu thôi, còn chưa đọc hết tờ báo mà George. Con đợi chút nữa mới lấy đi. Thôi được rồi, của con đầy George. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó George. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hà, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Ba. Vậy thì đi thôi. Recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng, nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô thỏ. Tới rồi. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Cô thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Wow,
biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm bé ba. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. Con ơi, là xe của nhà con mà. Cái gì? Có thật như vậy không? Dạ. Phải. Xe của nhà con mới tinh mà, chẳng có rỉ sét gì. Cô ngốc quá, cũng tại cô thích tái chế mọi thứ quá thôi. Dạ phải, tụi con cũng vậy. Nhưng cả nhà con cũng thích xe của mình nữa. Phải, và xe của chúng tôi cũng thích cả nhà tôi lắm, đúng không? Những điều bí ẩn. Lúc này Peppa và cả nhà đang xem chương trình truyền hình mà họ thích nhất. Chương trình Thám tử khoai tây. Tôi chính là thám tử khoai tây đây, thám tử nổi tiếng thế giới. Xin thám tử khoai tây hãy giúp cho tôi. Tôi không tìm thấy bông hoa của mình ở đâu hết. Bông hoa của cô đang nằm trên đầu của cô kia kìa. Cảm ơn thám tử khoai tây rất nhiều. Cái đó có khó gì đâu chứ, mình cũng làm được thôi. Tất nhiên là sẽ được Peppa. Ba ơi, khi con lớn lên, con muốn làm một thám tử nổi tiếng. George cũng muốn trở thành một thám tử nổi tiếng. Nếu như hai con muốn trở thành thám tử như vậy, thì hai con cần phải có một cái nón. Các thám tử lúc nào cũng đội nón, đúng không? Bây giờ nhìn hai đứa giống thám tử thật sự rồi. Con cần có một món đồ kỳ lạ làm cho mọi thứ nhìn to ra. Cái đó được gọi là kính lúp. Mẹ nghĩ mẹ có một cái trong ngăn kéo bếp. Nó đây rồi. Đây là một cái kính lúp của thám tử. Wow. Nó hoạt động thế nào vậy mẹ? Con đặt nó ở phía trước đồ vật, chúng sẽ trông to hơn. Kính lúp làm cho chú cá nhỏ trông to hơn bình thường. Con thử được không mẹ? Wow. Kính lúp làm mắt của George trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ. Bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết. Như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của chót. Nó lúc nào cũng bị mất hết à. Khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không. Ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn ba tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha. Chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi. Bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, ba sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã xong, bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ đã bị mất. Đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè. Chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây? Gấu bông. Đúng rồi, gấu bông đã bị mất. Peppa, George, các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà. Tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. Nhưng đó mới là một nửa bí ẩn mà thôi. Gấu bông bây giờ ở đâu? Con không biết. Những thứ nhỏ nhỏ trên sàn đó là gì vậy? Chúng là những vụn bánh. Kính lúp làm cho vụn bánh dễ nhìn thấy được hơn. Không biết có phải do gấu bông ăn bánh hay không. Nhìn nè, vụn bánh dẫn mình đến thứ này. Có bộ gấu bông ăn nhiều bánh rồi đây. Vụn bánh dẫn tới phòng ngủ của Peppa và George. Vụn bánh đã hết.
Các con có thể hỏi ba, nhưng ba sẽ chỉ trả lời phải hoặc là không. Dạ được. Có phải gấu bông trong phòng này? Phải. Gấu bông trên giường của chót phải không? Không. Có phải gấu bông ở chỗ nào đó cao hơn? Phải. Gấu bông ở trên giường con nè. Wow. Vậy là bí mật đã được giải đáp. Con còn muốn làm thám tử khi lớn lên hay không, Peppa? Làm một thám tử hơi bị khó đó ba. Lần sau, con muốn được làm một người tạo ra những điều bí ẩn giống như ba vậy đó. Bạn của chó. Peppa và các bạn đang chơi ở sân. Peppa, Suzy, Danny đang ở bàn quay. Các con sẵn sàng chưa? Đã rồi. Vậy thì xoay nào. Yeah. Nhanh nữa. George còn quá nhỏ để chơi trò bàn quay đó. Cậu ấy đang chơi xích đu. Đây là bạn thỏ Rebecca. Với em trai cậu ấy là bạn thỏ Richard. Xin chào mọi người. Chào cậu. Mình lên bàn quay chơi với các cậu được không? Con lên đi, Rebecca. Chúng ta hãy quay thật nhanh nha các cậu. Nhưng bạn thỏ Richard cũng muốn được lên bàn quay. Nếu cho Richard lên thì tụi mình không thể quay nhanh được. Richard có thể chơi với George mà. Richard à? Con có muốn chơi với Rót hay không? Không. Rót cũng có một chú khủng long giống như con vậy nè. Tới đây xem thử đi. Bạn thỏ Richard cũng bằng tuổi với lại Rót. Richard, con có muốn xem chú khủng long của Rót không? Khủng long. Rót, Richard chơi với khủng long của con được không? Dạ không. Richard, Rót chơi khủng long của con có được không? Dạ không. Rót và Richard không muốn chia sẻ chú khủng long của mình. George à, sẽ vui hơn nếu như con biết chia sẻ đó. Hoàng hồ George, công nhận con thật là tốt bụng. Khủng long đi. George không thích chia sẻ. Richard, bây giờ con để George được cầm khủng long nha. Vậy là Richard cũng không thích chia sẻ. Sao hai đứa lại khóc vậy hả? George và Richard lúc nào cũng khóc khi chơi với nhau đó ba. Vì các em ấy còn quá nhỏ cho nên mới như vậy á. Hay còn dạy các em ấy cách để chơi với nhau có được không? Dạ được. Vậy để tụi con sẽ chỉ các em xây lâu đài cát. Ý hay đó, chúng ta tới bãi cát đi nào. George và Richard thích chơi trò xây lâu đài cát. George, Richard, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm lâu đài cát được không nào? Trước tiên, chúng ta phải đổ đầy cát vào xô. Rồi chúng ta lật ngược cái xô lại và gõ nhẹ lên chúng. Bây giờ, chúng ta nhấc cái xô lên. Giỏi lắm, Richard. Richard đã làm được một lâu đài cát. Lâu đài cát. Và George đã làm được một lâu đài cát. Thấy chưa? Chơi với nhau sẽ rất là vui. Ôi trời, như vậy trò chơi này không ổn cho lắm. Đây là lỗi của em trai cậu đó. Em ấy làm hư lâu đài cát của chót rồi. Nhưng mà lúc nãy em trai của cậu làm hư lâu đài cát của em mình trước mà. Thôi nào, hai người chị các con đáng ra phải dạy Richard và chót cách chơi với nhau mới đúng chứ. Đúng rồi, tụi mình lớn rồi mà. Có lẽ chót và Richard còn quá nhỏ để biết cách chơi chung với nhau. Mẹ có một ý nè. Chót, trò chơi con thích nhất trong sân chơi này là gì vậy? Bập bên. George rất thích chơi bập bên. Nhưng mà muốn chơi bập bên một mình thì hơi khó. Richard cũng muốn lên chơi bập bên. Chơi cùng nhau rồi kìa.
Vậy là chó thích Richa và Richa cũng thích chó. Chó và Richa thích được chơi chung với nhau. Peppa và George đang uống nước cam cùng ba và mẹ. Hai đứa con uống nước ồn ào quá. George, em coi con mấy cái bong bóng nhỏ xíu nè. Chỉ có thể làm một bong bóng to hơn như vậy nữa. Peppa thổi hơi để tạo bong bóng trong ly nước. Thế vậy George cũng muốn được thổi bong bóng. Peppa, George, các con không nên chơi với đồ ăn, đồ uống như vậy. Con xin lỗi ba. Peppa, nếu con thích bong bóng, sao con không chơi với đồ thổi bong bóng này nè? Dạ phải, đồ thổi bong bóng của con nè. George, chúng ta ra vườn thổi bong bóng đi em. Rồi Peppa chỉ cho George cách thổi bong bóng. Trước tiên, nhúng que thổi vào nước tạo bong bóng. Sau đó hít một hơi thật sâu và thổi. Bong bóng. Chót, bây giờ tới lượt em thổi đó. Nhúng que thổi vào trong nước tạo bong bóng. Lấy nó ra. Hít vào thật sâu và thổi. Chót đang rất cố gắng thổi, nhưng có vẻ cậu ấy sắp hết hơi rồi. Chót, em thổi còn chưa đủ mạnh. Mẹ biết một cách để chót tạo ra bong bóng. Nhúng que thổi vào trong nước lại đi con, rồi lấy nó ra và dậy nó qua lại. Bong bóng. Con còn có thể cầm nó chạy nữa đó. Chó rất vui khi tạo ra bong bóng. Còn Peppa rất vui khi làm vợ chúng. Mình rất thích bong bóng. Nhưng mà lọ nước tạo bong bóng đã bị dùng hết rồi. Ba ơi, mẹ ơi, tụi con hết nước để làm bong bóng rồi. Con đừng lo Peppa, ba có một ý này. Heo mẹ ơi, em đi lấy giùm anh một xô nước nha. Được rồi heo ba. Peppa, hãy lấy xà phòng giùm ba. Dạ được thưa ba. John, con đi lấy một cây vợt cũ cho ba. Xô nước, xà phòng và cây vợt cũ. Nhưng heo ba định làm gì vậy? Đầu tiên chúng ta cần chút nước và xà phòng. Bây giờ con đưa cây vợt cho ba. Cảm ơn con. Mọi người hãy xem đây. Vậy là heo ba đã tự làm nước bong bóng rồi. Đi nào cả nhà. Anh cẩn thận đó heo ba, đừng để bị ngã nha. Anh biết rồi. Anh có sao không vậy hả heo ba? Anh không sao. Heo ba tạo ra cái bong bóng to nhất từ trước tới giờ. Ôi trời, coi nè, ba làm đổ hết nước bong bóng rồi. Vậy chúng ta không thể làm bong bóng được nữa rồi. Nhưng chúng ta có thể nhảy vào vũng bùn để chơi mà. Nhìn kìa, nước bong bóng của heo ba đổ ra đã tạo ra một vũng bùn lớn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Nhìn kìa, nước bong bóng cũng làm cho vũng bùn tạo ra bong bóng luôn đó ba. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Mọi người rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Bạn voi Emily. Hôm
Peppa và bạn bè cùng tới trường. Mỗi bạn nhỏ đều có chỗ treo áo khoác của mình. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới đó các con. Bạn voi Emily. Chào cậu Emily. Xin chào. Emily có vẻ hơi nhút nhát. Có bạn nào muốn chỉ cho Emily chỗ để treo áo khoác không? Chỉ cần một người thôi. Peppa, con chỉ Emily chỗ treo áo khoác được không? Dạ được thưa cô Linh Dương. Mỗi người đều có một chỗ treo của mình. Chỗ này là của cậu đó Emily. Vậy là do Emily treo áo khoác của mình lên chỗ còn trống. Bây giờ Emily, ngày hôm nay con muốn học gì nào? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Con không biết. Có lẽ là xếp khối gỗ nha cô. Còn các con thì sao? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Xếp khối gỗ. Thật là vui. Hôm nay các con đều thích trò này. Mỗi người đều muốn được ngồi gần bạn voi Emily. Emily, chúng ta đặt một khối gỗ lên trên khối gỗ kia. Như vậy nè. Còn mình thì thấy đặt chúng bên cạnh nhau như vậy thì sẽ hay hơn. Nè. Không, như vậy nè Emily. Làm như vậy mới đúng nè Emily ơi. Nè. Không phải đâu, như vậy mới đúng nè Emily. Các con chịu giúp bạn là một điều rất tốt. Nhưng voi Emily, con muốn chơi với khối gỗ thế nào đây? Con cũng không chắc nữa cô ơi. Có lẽ là con sẽ xếp như vậy nè. Wow. Bạn voi Emily rất giỏi xếp khối gỗ. Tới giờ ra chơi rồi. Emily, con có muốn ra ngoài chơi đùa cùng với các bạn hay không? Dạ thưa cô có. Có bạn nào muốn chỉ Emily chỗ sân chơi không? Dạ có thưa cô Linh Dương. Trong giờ ra chơi, Peppa và bạn bè thường chơi trong khu vườn của trường. Thật là nhiều tiếng ồn. Để xem ai là người lớn tiếng nhất. Được thôi, cứ để cho mình thử trước nha. Cũng có vẻ lớn đó. Bây giờ tới lượt ngựa vằn Chui. Tới lượt cừu Suzy. Rồi tới lượt chó Danny. Tiếng của cậu ấy rất là lớn. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Nè. Tới lượt mình. Peppa là người lớn tiếng nhất. Emily, cậu thử đây. Mình cũng không chắc lắm đâu. Đi mà Emily. Được rồi, mình sẽ thử. Ôi trời ơi, tiếng đó thật là lớn. Wow. Làm lại lần nữa đi Emily. Emily không còn nhút nhát nữa. Emily, cậu có muốn chơi trò mà mình yêu thích hay không? Trò chơi mà cậu thích nhất là gì? Đó là trò nhảy lên dũng bùn. Ồ, đó cũng là trò mình thích nhất luôn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Có vẻ trò này vui nè, cho cô chơi với. Cô Linh Dương rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người đều thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily, con có thích ngày đầu tiên tới trường hay không hả con? Dạ có thưa cô Linh Dương. Dạ, cô thấy hôm nay con đã có rất nhiều bạn mới. Dạ phải. Bạn voi Emily là bạn của con đó cô. Nè. Cậu ấy cũng là bạn của con. Dạ, dạ mình. Con nữa. Dạ con dạ nữa. Dạ mình nữa. Emily, cậu thích những ai nhất vậy? Mình thích Suzy, Danny, Joey, Rebecca và Pedro và cả Peppa nữa. Ngày nghỉ của Polly. Hôm nay heo ông và heo bà đang cùng nhau đi nghỉ mát. Họ đưa chú vẹt Polly tới nhà Peppa để Peppa và George chăm sóc bạn ấy. Xin chào mọi người nha. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Polly rất háo hức vì ngày nghỉ cùng với Peppa và George đó. Chào cậu Polly.
Chào cậu Polly. Chú bé Polly luôn bắt chước những gì mình nghe được. Trong vali của Polly có những gì vậy bà? Đây là thức ăn cho Polly. Rót, con có đoán được Polly thích ăn cái gì nhất không hả? Dạ, bánh sô-cô-la. Không, không phải bánh sô-cô-la đâu. Polly thích cám dành cho chim. Cám cho chim. Con cho cậu ấy ăn được không bà? Con rất thích cho cậu ấy ăn. Được chứ. Điều quan trọng là con không nên cho Polly ăn quá nhiều, con biết chưa? Dạ, con biết rồi thưa ông. Ông ơi, con cho Polly ra khỏi lồng được không ông? Được, nhưng con phải đóng hết cửa lớn và các cửa sổ lại để cho Polly không bay đi mất nha. Dạ, con nhớ rồi thưa ông. Tạm biệt Peppa, tạm biệt George. Dạ, con tạm biệt bà. Dạ, con tạm biệt ông. Dạ, con tạm biệt bà. Con tạm biệt ông. Cậu có muốn uống trà hay không? Cậu có muốn uống trà hay không, Polly? Lúc này George đổ cám chim của Polly ra. George, em đổ nhiều cám chim quá rồi đó. Nếu mà Polly ăn hết chỗ này thì Polly sẽ nổ như bong bóng. Bùm. Nổ như trái bong bóng. Ủa, là tiếng gì vậy? Là kim. Kim kìa hoan hô. Ôi trời, hình như George đã quên đóng cửa lại rồi. Kem đây, kem đây. Đây là cô thỏ, cô ấy là người bán kem. Xin chào heo mẹ. Xin chào cô thỏ, làm ơn cho 4 cây kem. Cảm ơn cô thỏ. Chót, em đã quên đóng cửa lại rồi, thấy chưa? Như vậy Polly sẽ bay đi mất đó. Con đừng lo Peppa, bà chắc là Polly vẫn còn ở trong nhà. Polly không có ở đây đâu ba. Polly đã đi mất rồi. Như vậy ông và bà sẽ buồn lắm đó ba mẹ ơi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm ngoài giường xem sao. Xem kìa, đó là gì vậy? Heo mẹ nhìn thấy gì đó ở trong giường vậy? Là Polly. Nhưng ba ơi, chúng ta phải làm gì để đem Polly xuống đây ba? Con đừng lo Peppa, ba sẽ đem Polly xuống. Lại đây nào Polly. Cậu có muốn uống trà hay không? Ôi không, vậy là Polly lại bay lên cao hơn rồi. Ôi trời. Ba cẩn thận đó nha ba. Ba đừng để bị té giống như mấy lần trước nha ba. Con đừng lo Peppa, ba sẽ thật cẩn thận. Lại đây nào Polly. Cám cho chim. Không biết là George đang định làm gì. Thì ra George lấy cám chim của Polly. Polly rất thích cám chim. George đã đưa Polly từ trên cây xuống rồi. Hay wow. Tiếng gì vậy ta? Là tiếng điện thoại di động của heo ba đang reo. Alo. Là mẹ đó hả? Ừ, chào con heo ba. Mẹ nói chuyện với Polly được không? Dạ, tất nhiên là được. Chào con Polly. Ngày nghỉ của con có vui không? Chào con Polly. Ngày nghỉ của con có vui hay không? Oh, my God.